Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series tóm tắt novel Mushoku Tensei trên Anime Wiki. Nối tiếp những diễn biến trong phần trước đó, sau khoảng thời gian cày bừa cật lực thì cuối cùng Sifi đã mang thai đứa con thứ hai. Đây là một tin vui nhưng Rudy cũng thấy khó hiểu, kiểu mỗi lần vợ mang thai là cậu phải đi công tác xa nhà. Ừ thì ba bà vợ, chia ca nhau đẻ cũng quanh năm suốt tháng con mợ nó rồi. Nếu là hồi xưa thì Rudy sẽ vò đầu bứt tóc lo lắng, nhưng giờ thì thấy đỡ hơn nhiều rồi. Dù sao thì đây cũng là lần thứ tư cậu hay tin vợ mình mang thai mà. Ngược lại Rudy thấy nên ăn mừng chuyện này mới đúng. Ngoài ra nên đặt tên cho đứa trẻ là gì đây? Tin tức Sifi mang thai được công bố sau khi Rudy lên xong kế hoạch đến Milis, thành ra đã có thêm vài rắc rối. Chẳng hạn như Lilia đang cực kỳ lo lắng. Lý do là vì Rudy sẽ dẫn Janice về Milis, Lilia sẽ đi cùng để chăm sóc. Thế nên cô ấy đang trầm cảm vì sợ Sifi không ổn khi ở nhà một mình. Nhìn chung thì Rosie cũng biết làm một chút việc nhà đơn giản và mọi người có thể thuê thêm người giúp việc nếu thấy cần thiết. Thế nhưng sẽ không bao giờ có người giúp việc nào chu toàn như Lilia. Thành ra cô ấy đang băn khoăn là có nên đi cùng với Janice hay không. Từ khi quyết định trở thành thuộc hạ của Orsted, Rudy đã xác định là sẽ có lúc phải bỏ lại vợ đang mang bầu để đi công tác. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy người đáng tin cậy như Lila lo lắng, thế nên cũng bắt đầu hoang mang theo. Kiểu, có lẽ lần này không hay thật rồi. Cảm nhận được điều đó nên Sifi đã trấn an mọi người. Cô ấy nói rằng đã lần thứ hai mang thai nên không cần phải lo lắng. Với lại còn có Rosie, Aris và Elinalize nữa mà. Nhắc thì Rudy mới nhớ. Cũng may mắn là có Elinalize, người giàu kinh nghiệm như cô ấy mà chăm sóc thì Sifi khỏi lo rồi. Tuy nhiên, vấn đề mấy đứa nhóc đang tuổi nghịch ngợm thì sao? Lara giờ đã biết đi rồi. Cả Lara lẫn Lucy đều rất năng động. Quả thật không ai biết được chúng sẽ làm ra những trò gì nữa. Dù chúng không tấn công người trong nhà với mục đích xấu, nhưng chẳng hạn trong lúc tập luyện, Lucy vô tình bắn ma thuật chúng Sifi thì toang cái thai mất. Hay là Lara trong lúc đang cưỡi leo, chuẩn bị chạy ra khỏi nhà sửa va chúng Sifi. Tóm lại, trẻ con là chúa tể phá hoại. Với lại rõ ràng thời điểm này có thai cũng rất chi là khó xử. Rudy chỉ muốn chửi thẳng vào mặt cái thằng làm cho Sifi mang thai. Cơ mà cũng chẳng phải lỗi của cậu lắm, vì Sifi cứ luôn miệng nói chủng tộc của cô ấy rất khó có thai, sinh ra được một đứa là mãn nguyện lắm rồi. Thế sao, phải thử thì mới biết được. Rudy đã đáp lại như thế. Cậu chỉ nói cho vui miệng chứ cũng nghĩ rằng Sifi rất khó mà thụ thai. Đã 5 năm từ khi Lucy ra đời và dù có tích cực cày bừa cỡ nào nhưng mảnh ruộng của cô ấy vẫn không nảy mầm còn gì. Thế mà, giờ nhìn đi, nếu ở Việt Nam thì có khi Rudy lên phường uống nước đường vì tội đẻ vô tội vạ rồi đấy. Tóm cái vé lại là giờ hối hận cũng chẳng làm được gì nữa, đành phải để Sifi chịu khổ vậy. Nhiều khi Rudy cũng tự hỏi có khi nào Hitogami nguyền rủa cậu không được ở cạnh vợ khi họ mang thai hay không ta. Giờ hoãn hành trình đến Milis 1 năm cho đến khi Sifi sinh cũng được thôi, nhưng sẽ ra sao nếu lúc đó tới phiên Rosie, rồi tới Aris mang thai? Đờ mờ, chắc suốt ngày ở nhà chăm vợ đẻ luôn quá. Chưa kể Cliff và Inline sẽ không đợi được đâu. Không có Rudy, Cliff vẫn sẽ về Milis một mình. Để rồi trong vòng 1 năm, có thể cậu ta sẽ bị dồn đến mức không thể cứu vãn. Sylvie hay Cliff, Rudy buộc phải lựa chọn một người. Nếu chọn Cliff thì sẽ tốt cho tương lai sau này. Cần phải thành lập binh đoàn đánh thuê ở Milis càng sớm càng tốt. Sau đó sẽ dùng nó để dẫn dắt Cliff trở thành giáo hoàng tương lai. Rudy thấy chuyện này là thích hợp nhất. Nhưng sẽ ra sao nếu Sylvie ôm đứa con thơ dại khóc đằng sau lưng cậu? Chẳng phải lúc đó xây dựng tương lai cũng trở nên vô nghĩa sao? Xin cho cùng, việc Rudy hợp tác với Austin cũng là vì gia đình mà, không thể để họ đau buồn được. Trong lúc Rudy đang nghĩ ngợi thì bỗng nhìn Janice như người mộng du đứng dậy, nắm tay Lilia rồi kéo cô ấy đến chỗ Sifi. Sifi liền tỏ ra bối rối. Janice như thể đang muốn nói, Lilia hãy ở lại chăm sóc cho Sifi, đồng thời trấn an rằng chị sẽ ổn cả thôi. Đôi mắt của Lilia bắt đầu thấm đẫm nước mắt. Hồi còn minh mẫn, Janice rất mạnh mẽ và hay làm những việc như lúc này. Rồi Lilia gạt nước mắt của mình, nhìn thẳng vào Janice và gật đầu. Cô ấy sẽ ở lại chăm sóc cho Sifi. Aisa. Nghe Lilia gọi tên mình, Aisa tỏ ra ngơ ngác. Hãy thay mặt mẹ chăm sóc chu đáo cho Janice phu nhân. Ngoài ra hãy hộ tống người đến nhà là cha bình an, tuyệt đối không được tỏ ra ích kỷ. Nghe vậy Aisa lưỡng lự vì em ấy không muốn bước chân vào lãnh địa của nhà là cha chút nào. Dù vậy Aisa vẫn gật đầu đồng ý. Ok, vậy là ổn rồi. Nếu Lilia ở lại thì Rudy có thể yên tâm lên đường tập trung cho công việc. Sau đó cô ôm tạm biệt từng người trong gia đình và bắt đầu khởi hành. Chuyến đi gồm có Rudy, Aisa, Janice và Cliff, chỉ vỏn vẹn 4 người. Mặc dù đã chọn lọc hành lý kỹ càng nhưng vẫn là một đống to đùng. Trong số chúng thì cái máy nhắn tin đập đá và cuộn giấy triệu hồi ma đạo khải chiếm nhiều không gian nhất. Rudy mặc ma đạo khải dạng 2 nên thử sức mang đống hành lý di chuyển, nhưng nhìn cậu lúc này giống như đang bê cả tòa nhà trên tay vậy. Kết quả là khi hội ngộ với Cliff ở ngoài ô, cậu ta cứ nhìn chằm chằm Rudy như thể muốn hỏi thằng khùng này mang gì mà lắm đồ thế. Bỏ qua vấn đề đó thì Rudy nhanh chóng báo tin mình sắp có thêm một đứa con nữa. Cliff vui mừng chúc phúc với nụ cười rạng rỡ. Theo quan điểm của tôi thì không thể nào khen ngợi cậu trong trường hợp này được. Cậu ta nói thế rồi liên tục nói về sự tuyệt vời của một đứa trẻ, còn hy vọng sau này con của Rudy sẽ là bạn thân của Clyde nữa. À mà, Cliff Senpai có biết gì về nhà Latreia không? Nhà Latreia ư? Cliff trầm tư suy ngẫm như đang nhớ điều gì đó.
Về cơ bản, Latreia là gia tộc của Janice, tức là gia đình bên ngoại của Rudy. Từ lúc lên kế hoạch đến Milis, cậu đã tìm hiểu nhiều về họ. Khi thử hỏi những cô em gái và Lilia về bà ngoại Claire thì kết luận chung là bà ấy là người ngoan cố và nghiêm khắc. Non thì quay mặt sang một bên và nói rằng chỉ nhớ bà toàn nổi giận khi em làm việc gì đó không tốt. Aisa vừa thở dài vừa nói em bị quở mắng vì nổi trội hơn non Anne. Lilia trả lời rằng bà ấy là người rất coi trọng huyết thống và giáo lý. Nói một cách đơn giản, đây là bà già khó tánh. Hồi nhóm Lilia còn ở nhà Latreia thì đã gặp không ít rắc rối với bà ta. Dù vậy, Rudy không quá lo về Claire. Vì nói đến ngoan cố và nghiêm khắc thì cậu từng gặp người kinh khủng hơn rất nhiều. Đó là Sauros Boreas Greyrat. Ông ấy có thể nói là cực kỳ khó chịu. Nhưng nếu ta lễ phép thì ông ấy sẽ lịch sự lại với ta. Cho nên có thể đối với những cô em gái thì Claire là bà già khó tánh. Nhưng Rudy nghĩ rằng chắc bà ấy chỉ hơi ngoan cố và thẳng thắn thôi. Giống như Rujek vậy, bên ngoài khó gần nhưng cực kỳ tốt bụng. Ngoài ra thì cũng đừng chọc giận bà ấy theo kiểu vạch trán lên và nói ở đây nhiều máu này. Claire chú trọng đến huyết thống và giáo lý. Rudy thỏa mãn điều kiện huyết thống rồi. Còn giáo lý thì cậu sẽ giấu chuyện mình đã có 3 người vợ. Easy mà. Nhà đó là một trong những thành viên chủ chốt của phe chống ma tộc, từng đào tạo ra rất nhiều kỵ sĩ thần điện ưu tú. Ồ, gia tộc ưu tú chống ma tộc. Lúc còn ở Milis thì tôi vẫn còn nhỏ nên cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng có nghe Non Chan kể đó là một gia tộc rất hà khắc. Xem ra Non đã tâm sự rất nhiều với Cliff. Em ấy nói rằng khi ở nhà Latreia, em ấy đã bị người ta gán cho cái tên là đứa trẻ vô dụng. Luôn luôn bị đem ra so sánh với Aisa và bị gọi là đồ thất bại thua cả con của vợ bé. Khi nghe những lời đó, Cliff đã khích lệ. Đừng so sánh bản thân mình với người khác. Hãy nỗ lực hết mình với mục tiêu vượt qua chính mình của ngày hôm nay. Kết quả là Non đã trở thành hội trưởng hội học sinh. Chừng đó đủ thấy em ấy rất kính trọng Cliff rồi. Đột nhiên, Rudy nghĩ đến cảnh Non nằm trong vòng tay ôm ấp của Cliff. Nếu Elinalize mà không xuất hiện thì cũng có thể lắm. Nói ra thì mới biết nhà Latreia và nhà Greenmoor đối địch với nhau. Một bên chống ma tộc, một bên thì lại thân với ma tộc. Với tôi mà nói, cũng chỉ cầu nguyện cậu sẽ không trở thành một thành viên thuộc nhà Latreia và thành ra đối địch với tôi thôi. Không đời nào tôi sẽ trở thành kẻ địch của Cliff Senpai. Dĩ nhiên là tôi tin cậu mà, nhưng thỉnh thoảng sẽ có những lúc ta không còn cách nào khác. Cliff nói với nụ cười gượng, Rudy cũng chỉ biết cười theo. Thực tế Rudy luôn mặc định trong đầu mình là người nhà Greyrat ở Saria, là cánh tay phải của Long Thần, tất cả chỉ có thế thôi. Tuyệt đối không bao giờ dây dưa với mấy cuộc đấu đá của mấy gia tộc khác. Cho dù tôi không thường xuyên giúp đỡ Cliff Senpai, thì tôi cũng không đi theo phe địch đâu. Tôi mà nói dối cậu thì cứ thoải mái đem biếu tặng Clive cho một trong những đứa con gái của tôi. Cliff cười vui khi biết Rudy chỉ nói đùa. Cứ thế cả nhóm đi bộ đến tầng hầm công ty và bước qua ma pháp trận dịch chuyển. Phía bên kia là Milis. Rudy đã tạo ra cổng dịch chuyển này khá lâu rồi. Địa điểm nằm ở tầng hầm của một biệt thự bỏ hoang tại một khu rừng không quá xa thủ đô Milis. Ama thế giới này có khá nhiều biệt thự bỏ hoang vì nạn thực vật xâm thực. Kiểu lâm nha ở gần rừng, sau một thời gian rừng nó lan ra chiếm luôn cả nhà, kéo theo cả ma vật đến nữa. Vì thỉnh thoảng hay có mạo hiểm giả vào rừng để giết ma vật, thế nên Rudy đã thiết kế một lối đi bí mật đến cổng dịch chuyển. Cậu còn đặt một chiếc dương kho báu ở cuối lối đi nữa. Phần thưởng bên trong không đắt tiền, nhưng đủ làm hài lòng những người bỏ công ra tìm kho báu. Bốn người rời khỏi căn biệt thự và đi bộ đến thủ đô Milis. Vì Janice không được khỏe mạnh nên thời gian di chuyển khá lâu. Chưa kể còn có ma vật nữa. Cái hồi Rudy cùng Austin đến đây để bố trí ma pháp trận thì cậu đã đứng hình. Bởi đó là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy một con goblin. Màu da xanh lá cây và kích thước bằng nửa người bình thường. Háo sắc và hiếu chiến. Trong khi lại là ma vật yếu nhất trên thế giới. Chúng sống theo bầy đàn. Đôi khi hay bắt cóc những phụ nữ tộc khác để làm bậy bạ khiến họ mang thai. Đám này không có khả năng giao tiếp nên sẽ lập tức tấn công ngay khi phát hiện có người. Chúng sống theo lối nguyên thủy ở trong những hang động trong rừng. Chỉ cần có hang là sẽ sống được. Bản năng sinh tồn hơn mấy vlogger nhiều. Công cụ của chúng rất thô sơ nhưng lại có thể sử dụng những thứ như gậy và dao làm từ đá. Rudy thấy đám goblin này chả khác gì loài người nguyên thủy. Cũng bởi trí tuệ chúng quá thấp nên mới bị liệt vào danh sách ma vật thôi. Vừa nghĩ như vậy, Rudy vừa phóng ma thuật tiêu diệt hết lũ goblin đang cản đường cả nhóm. Chẳng mấy chốc đã rời khỏi khu rừng. Trên đường, Rudy có ghé qua một ngôi làng để mua xe ngựa. Gọi là xe ngựa cho sang mồm thôi, chứ nó là một cái xe kéo thô sơ để chở hành lý. Ngồi trên đó, ta có thể được tận hưởng 100% quang cảnh thiên nhiên của Milis. Khác với Asura, nơi này có nhiều đồng bằng hơn, nhiều nông dân chăn thả gia súc hơn. Nếu Asura sấu đồng lúa giống như nước Mỹ, thì Milis mang sản xuất của vùng đất chăn thả ở Anper. Chưa kể ở đây cũng có nhiều ma vật nữa. Dù vậy, nếu so với đại lục ma và vùng đất phương Bắc thì môi trường của Milis chỉ như nơi để người ta tung tăng dạo chơi. Và rồi sau 7 ngày, cuối cùng thì mọi người cũng tới Milison. Đây là thủ đô của thành quốc Milis. Nó là một thành phố xinh đẹp, bao quanh bởi thiên nhiên trù phú và 7 tòa tháp. Ở trung tâm có một tòa lâu đài màu trắng cực kỳ tráng lệ. Có thể nói đây là lần thứ 2 trong đời Rudy đặt chân vào Milison, thành phố đẹp nhất trên cõi đời này, sở hữu trong mình sự tôn nghiêm và hài hòa. Có người từng miêu tả Milison như vậy, quả thực nó rất đẹp. Thế nhưng, bên trong nó lại là nơi bẩn thỉu nhất trên thế giới. Cliff nhìn vào cung điện màu trắng và nói như vậy. Đối với cậu ta, lâu đài đó chỉ mang đến cảm giác ngột ngạt bức bối.
Cơ mà nếu nói vậy thì bên trong vương quốc Ashera cũng rất bẩn thỉu. Dù là Aren hay là quý tộc đi chăng nữa thì đa số bọn họ ai cũng đều bẩn cả. Dù vậy ở bên ngoài Ashera cũng có rất nhiều nơi bẩn thỉu, nó không được dọn dẹp sạch sẽ bóng bẩy như thánh quốc Milis. Clip này, nếu có cần gì thì cứ nói với tôi nhá. Lần này Rudy ở vị trí thảnh thơi mà giúp đỡ Clip, theo kiểu có thể cậu sẽ đi ra cửa hàng tạp hóa mua giúp cậu ta chai nước hay gì đó là được. Thế thì, đầu tiên hãy cho tôi về nhà bằng xe ngựa. Tuân lệnh, phụng theo ý chỉ của ngài tổng giám mục tương lai. Thế là sau 10 năm đi du học, Clip đã trở về nhà. Millicent có 4 cổng vào, mỗi cổng có vẻ được quy định ngầm cho từng tầng lớp riêng. Nếu ta đi nhầm vào thì có thể sẽ gặp nhiều phiền toái. Lần trước tới đây Rudy đã đi vòng quanh tường thành để xem cổng nào nhộn nhịp nhất thì đi vào. Nhưng giờ có Clip rồi nên cậu chẳng lo ngại gì nữa. Theo ý Clip, Rudy lái xe ngựa đến cánh cổng khu mại hiểm giả. Ở trên xe, Clip đầy hoài niệm nhìn ngắm toàn cảnh thành phố. Rudy được biết Clip xuất thân từ khu thánh và không hay lui tới khu mại hiểm giả. Thế nhưng không rõ lý do vì sao cậu ta lại nheo mắt nhìn như thể hoài niệm lắm vậy. Chẳng lẽ hồi nhỏ yêu cô gái nào ở đây à? Trước đây Rudy từng đoàn tụ với Paul tại nơi này. Khi đó cậu chỉ ở vỏn vẹn một tuần rồi rời đi nên không có nhiều ấn tượng với thành phố lắm. Nếu phải nhắc thì trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Paul mà thôi. Để tránh rơi nước mắt vì xúc động, Rudy cố gắng quan sát xung quanh và nghĩ về kế hoạch thành lập binh đoàn đánh thuê. Trên đường có vô số những mạo hiểm giả qua lại. So với Ashera thì ở đây có nhiều tộc người thú và tộc elf hơn. Có đủ các loại nghề nghiệp khác nhau, nhưng số lượng ma thuật sư hệ chiến đấu ở Milis lại ít hơn rất nhiều so với ma thuật sư chữa trị. Đó là bởi nơi đây là địa bàn của giáo đoàn Milis, hệ thống nổi tiếng với khả năng chữa trị. Nếu bây giờ thành lập binh đoàn đánh thuê thì phải làm gì ta? Rudy chưa nghĩ ra cách cụ thể. Công việc ở Ashera dễ dàng là vì có Aren. Nơi đó cũng đầy rẫy kiếm sĩ, thương nhân và quý tộc các loại nữa. Ta có thể thuận lợi chiêu mộ họ vào binh đoàn và cửa hàng bán hình nhân. Nhưng ở đây thì nhìn hoài mà chẳng thấy chút nhân tài nào. Rudy để ý thấy Aisa cũng đang quan sát xung quanh và ghi chép chép gì đó. Xem ra phải ở lâu hơn một chút ta mới làm việc được ở Milis. Dù sao đây mới chỉ là khu mại hiểm giả thôi, còn có cả khu thánh, khu buôn bán và khu dân cư nữa. Biết đâu sẽ gặp nhân tài ở mấy chỗ đó thì sao? Trước mắt cứ nên tìm người dân bản địa để thăm dò thông tin cái đã. Hồi trước tới đây tôi không nhận ra, cơ mà ở đây có nhiều chủng tộc khác nhau thật. Nghe vậy Rudy cũng để ý hơn. Quả thật ở đây có rất nhiều chủng tộc khác nhau. Tộc Hobbit, tộc Elf, người thú đầy đủ các hệ như chó, mèo, thỏ, hươu. Không biết họ có cảm thấy gì khi nhìn bò và lợn bị nhốt trong chuồng để làm gia súc chăn nuôi không nhỉ? Chắc là không, giống như con người chẳng cảm thấy gì khi nhìn loài khỉ bị nhốt ở trong sở thú vậy. Đột nhiên Janet đứng dậy khỏi xe ngựa, Aisa hoảng hốt giữ chặt lấy cô ấy. Rudy lập tức quay đầu lại thì thấy Janet đang giơ tay về phía một con khỉ. À không, đó là một người đàn ông có bộ mặt khỉ. Trong tộc người thú không có hệ khỉ thì phải. Chẳng lẽ Janet thấy điều đó kỳ lạ nên mới phản ứng như vậy? Nhìn kỹ hơn thì Rudy mới nhận ra tên kia không phải là người thú mà chính là Ghi Sư, một người thuộc ma tộc. Ôi da, không ngờ ở nơi này lại được gặp cả hai. Ghi Sư cũng đã thấy mọi người, anh ta lập tức nhảy vào trong xe ngựa. Đúng là chả biết khách khí, anh ta làm như đây là xe ngựa của mình vậy. Tình cờ thế này làm người ta sợ hết hồn con trồn luôn. Mà mọi người tới đây có việc gì thế? Ghi Sư trông rất mừng rỡ khi gặp nhóm Rudy. Thấy vậy Rudy cũng vui vui. Một nửa là do công việc, một nửa là do chuyện nhà. Thế cơ à, tiện nói luôn, em đây lúc đó rất xúc động. Thế là Ghi Sư tự nhiên như ruồi kể lại những gì đã xảy ra sau khi anh ta rời khỏi Saria. Theo đó Ghi Sư, Tahan, Vera và Sera đã đến vương quốc Ashera như dự định. Tại đó họ bán đống ma thạch và kiếm được bội tiền. Vera và Sera bỏ nghề làm mạo hiểm giả, về quê chăn rau nuôi cá. Còn Ghi Sư thì lao đầu vào cờ bạc. Anh ta vùi mình trong một con phố đánh bạc ở vương quốc Ashera. Cờ bạc không chơi là thắng, chơi là thua. Ghi Sư hiểu điều đó nhưng khi có tiền lại méo chống lại được sự cám dỗ. Kết quả là trong vòng một tháng, Ghi Sư đã đốt hết số tiền khổng lồ như đốt rơm đốt dạ. Ôi da, lúc đó số em xui tận mạng, quần áo trên người mất sạch hết, chỉ còn mỗi cái mạng để đem ra đánh cược. Dựa vào diễn biến này thì nhất định anh ta sẽ bị cho vào thùng đầy xi măng và đem quẳng xuống biển. Nhưng tại thời điểm đó, Tahan tự nhiên đến chào tạm biệt Ghi Sư để bắt đầu một chuyến mạo hiểm tiếp theo. Ông ta bắt gặp tình cảnh đó và cứu Ghi Sư. Mặc dù chán nản nhưng ông ta vẫn sẵn lòng bán đi cái giáp tay mới được làm ở nhà xưởng để trả nợ giúp. Cái giáp tay đó sử dụng được hấp ma thạch và để tạo ra được nó, ông ta đã phải bỏ ra toàn bộ tài sản của mình. Nhờ đó hai người họ không một xu dính túi lang thang đi kiếm tiền. Cũng bởi giờ này không thể sống được ở vương quốc Ashera đắt đỏ nữa mà họ bắt đầu đi về phía nam. Rudy thấy Tahan quả là tốt bụng. Nếu là cậu thì không đời nào đi giúp một kẻ tiêu tiền hoang phí như Ghi Sư đâu. Thậm chí là để anh ta đi cùng mình cũng nộp luôn. Cơ mà chắc cũng có những lúc Tahan được Ghi Sư cứu giúp như vậy, dù sao họ cũng là chiến hữu lâu năm mà. Sau đó hai người họ băng qua Shiron đang nội chiến hỗn loạn, rồi cuối cùng trở về Milis. Đến đây thì Tahan trở về làng Trap, bỏ lại Ghi Sư một mình, chắc là hết kiên nhẫn với anh ta. Cái tên đó, trở về quê nhà để làm gì cơ chứ? Mặc dù Ghi Sư cầu nhau như vậy nhưng Rudy có thể hiểu phần nào nỗi lòng của Tahan. Kiểu trải qua một hành trình dài lâu, thi thoảng bỗng dưng ta lại thấy muốn gặp lại gia đình của mình. Người ta gọi đây là bệnh nhớ nhà, căn bệnh mãn tính của Nanahoshi.
Gisu không tính trở về à? Em á, anh cứ nói đùa, ai mà thèm về cái nơi cằn cỗi hoang vu đó chứ? Chắc là Gisu có những ký ức không đẹp ở quê nhà. Tahan có lẽ đã vượt qua cái giai đoạn ký ức không đẹp đó để trở về rồi. Mà, mặc cái tên Tahan, em đã bắt đầu lại sự nghiệp mạo hiểm giả tại đây. Sau khi rời khỏi Tahan, Gisu bắt đầu hoạt động mạo hiểm giả ở Milis. Khổ nỗi anh ta chưa kiếm được đồng nào. Cũng bởi Gisu là người ma tộc không có năng lực chiến đấu nên khó kiếm việc làm. Thế thì, sao Senpai lại tới đây hử? Vì mẹ trở thành người thế này nên tôi được người ở quê nhà của mẹ gọi về. Nhân lúc dẫn bạn về nhà thì tiện về trình diện luôn. Nghe vậy Gisu nhìn Janice bằng ánh mắt cảm thông. Janice có vẻ hơi vui khi gặp lại Gisu. Dù sao anh ta cũng là bạn thân lâu ngày không gặp của cô cơ mà. À, sắp tới ranh giới của khu rồi. Xin lỗi nhá, mau dừng xe lại thôi. Nếu mà ma tộc bước vào khu thánh thì sẽ nảy sinh nhiều rắc rối lắm. Nghe vậy Rudy dừng xe ngựa. Gisu lập tức nhảy tọt xuống. Anh ta tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Đột nhiên khi đi được một đoạn, Gisu bỗng quay người lại nói: "À senpai này, anh còn nhớ Paul đã nói gì ở mê cung không?" "Hửm, tại sao lại nhắc về chuyện này? Lúc đó Paul đã nói rất nhiều, thế nhưng chỉ có duy nhất một câu để lại ấn tượng trong lòng của Rudy. Có lẽ ý của Gisu là câu nói đó. Còn nhớ." Sau khi Rudy trả lời như vậy, Gisu gật đầu hài lòng và quay người đi tiếp. Thế đấy, bỗng đột ngột gặp lại và đột ngột rời nhau, quả là một cuộc hội ngộ tình cờ. Trong khi đang nghĩ vậy, Rudy đã đặt chân đến khu thánh của Milis. Và video hôm nay cũng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.